quậy đồng đây, đây cá quậy đồng 250k bạn ơi, đây là con cá quậy đồng đây. Hôm nay trên mạng nó nổi tiếng lắm, cá quậy đồng này nè. Quá đẹp, trời ơi đây con cá nè. Quậy đồng vàng nè, con cá này mới giữ nè, cá này giá nhiêu? Trời ơi 400.000 các bạn ơi, giữ thiệt chứ. Đây cái tên, xin chào các bạn. Trời ơi mát mẻ quá trời luôn, buổi trưa này mình được nghỉ là một buổi mình tắm lửa nó mát mẻ quá. Thôi thì bây giờ mình sẽ cho cá ăn với lại mình uống cà phê nha. Trời giờ này uống cà phê chắc đã lắm đây. Đây. Mời các bạn uống cà phê với mình nha. Cà phê buổi sáng mà mình uống buổi trưa, mình làm hơi ngược nha. Tại vì mình mới ngủ trưa vậy á, mình chưa tỉnh cho nên mình quất hơi thôi cho tỉnh nha. Ôi ôi nó tỉnh liền. Thôi giờ sẽ cho cá ăn. Hôm nay mình mắc mần quá chừng, cái hồ cộng đồng này nó dơ quá chừng, mình không có vệ sinh ai đục ngầu không thấy cá luôn á. Rồi cá tư tưởng nè, ăn nè. Thấy cưng quá trời không? Rồi nó ăn quá trời luôn. Ăn đi mơi, ăn đi mơi. Còn chú cá thì nó tiêu rồi ta. Đây 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 bà con nó trốn đây nè, nè. Đây cái thi nó trốn đây nè. Bây giờ mình sẽ cho cá đi thi của mình ăn, ăn đi mơi, ăn đi mơi. Đó. Trời ơi, sáng giờ mình bắt bằng không cho nó ăn, giờ nó mê quá trời, hết nó bụng rồi. Giờ thì mình sẽ cho cá lóc bông ăn. Trời ơi mà quên nữa. Hồi sáng giờ mình quên đào trùng để sẵn nữa cho cá lóc bông ăn. Ủa tiêu ta, thường thường mình gõ tay lên lên mà giờ mất tiêu rồi ta. Trời trời, không lẽ nước đục mình không thấy ta. Chứ mỗi lần mình gõ tay là nó lên này mà. Khó, chết mẹ mày rồi con. Trời ơi cái lưới này sao nó hở dữ vậy trời. Nó mất bông mất tiêu rồi. Trời ơi, sao mất tiêu rồi ta? Ủa? Ai bắt cái lóc bông mất tiêu vậy? What the hell? Ủa sao nó không lẽ nhảy ra được trời? Lưới này để chống bên lỗ vậy? Ê, trời ơi! Rồi xong rồi các bạn ơi! Trời ơi, cái điệu này là nó nhảy ra ngoài rồi, nó chết héo rồi. Đâu rồi sáng giờ rồi coi nè. Trời ơi, chết này nào vậy? Trời ơi, thuốc quắc mà bạn ơi, cái cá này nó nhảy ra sáng rồi nó chết rồi. Chết rồi, con cá này là phát triển nó gửi mình nuôi giùm, nay nó bự quá trời luôn rồi. Nó nuôi thù nuôi đẹp quá trời luôn mà giờ phát triển mà nó biết con cái là nó khóc mà nó biết sao mình dỗ được luôn. Tội rồi, cái điệu này chết rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái lóc bông này mình nuôi nay mấy tháng rồi. Nay nó bự quá trời luôn mà nó nhảy ra chết uổng với ta. Trời ơi, bữa là mình nhớ mình đẩy lưới này kỹ lắm mà sao mà ai dở ra vậy ta. Trời ơi, cái điệu này là cái lưới này ai làm hở ra nó nhảy ra rồi các bạn ơi, tiếc thiệt chứ. Trời ơi, buồn quá các bạn ơi, ngày nay cá mình chết rồi. Mà phát triển là bạn biết rồi, cái tính của nó nhũng nhẽo lắm, mỗi lần nó khóc có mấy tiếng hồ mình dỗ nó đến luôn, nó khóc dai lắm, nó dai như đĩa à. Làm sao mình kiếm cá bình thường chứ được ta. Trời ơi, chắc ai lại sơ ý làm vụt cái này nó nhảy ra rồi. Cái điệu này là tôi mình rồi. Phát triển nó gửi mình nuôi đã đời nó nhảy ra nó biết được, cho nó khóc dữ lắm bạn ơi. Các bạn biết tính phát triển còn trời ơi, tính nó nhũn nhẽo lắm, nó khóc một ngày nó chưa nín nữa. Trời ơi, tội nghiệp con cá này quá, làm sao mà kiếm cá khác mà thường phát triển ta. À mình nhớ rồi, thì bữa mình đã từng đi mua cá cảnh và mình phát hiện ở trên cái chỗ kia có con cá hình con này luôn. Bây giờ mình sẽ thử lên đó mình coi thử có mình mua lại. Mình thường như nó để nó về nó phát hiện cái này tôi luôn, còn cái này mình đem này chôn nó bạn ơi, tội nghiệp nó quá trời luôn. Xin chào tất cả mọi kênh Anh Tư Khải TV. Đó các bạn ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay mình tưởng nó được nghỉ là mình sung sướng rồi. Vừa ngủ dậy mình quậy ly cà phê ra định mình uống mình coi cá cảnh này kia các kiểu cho nó sung sướng cuộc đời. Ai ngờ nó phát hiện cá lóc bông nó nhảy ra, đời nào nó chết đó bạn ơi. Nó ngụm của tội. Đó thì con cá lóc bông này của mình thì không có gì đáng nói, còn mà của phát triển mới chết chứ. Mà phát triển thì cái tính nó, trời ơi nó nhũng nhẽo mới rớt dữ trời lắm nó phát hiện ha. Cá lóc bông này chết một cái là đó, nó khóc suốt đêm cho bạn coi. Đó cho nên ngày hôm nay mình sẽ đi tiệm mua cá cảnh nha. Thì mình sẵn đây mình sẽ làm một thử thách cho bản thân luôn. Thì hôm nay mình đã thử cho tay mình mua cá cảnh bằng cái mảnh giá tiền 20k 10k, nói chung rất là nhiều lần rồi. Thì nó mua cá rất đẹp mà mình chưa có từng mua ngang. Thì ngày hôm nay mình sẽ cầm 100k này nè, mình lại cái tiệm cá cảnh mình thử mua cá lóc bông hoặc là những cá cảnh khác, coi thử cái mệnh giá 100.000 này thử được bao nhiêu cá cảnh nha. Với lại cái mục tiêu của mình nó sẽ tìm một con cá lóc bông khác cũng tương tự cái này để bỏ vô. Trời trời, nó phát hiện cái là tới một chuyện bạn ơi. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi nha. Trời, cái ly cà phê nè các bạn coi nè, quậy chưa kịp uống luôn á, giờ anh uống hơi vậy. Nó lạ gì đâu á, nhưng mà thôi các bạn ơi, giờ mình sẽ tranh thủ mình đi nha, cái để ăn
chút xíu chiều nó về tới là tới một chuyện rồi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn theo chân mình nha. Đi thôi. Bạn ơi, thì mình tới cái tiệm cá cảnh hồi bữa mình mua rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng 100k này để mình vô mình coi thử có lóc bông hoặc là những cá khác mình mua nha. Rồi cái tiệm này giờ về cá đẹp không bạn ơi, coi nè. Quá trời cá đẹp không à. Đây các bạn coi nè, 100k mình vô đây chắc không thấm tháp gì đâu. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi, chắc mình mua con này cỡ 100k không ta. Các bạn coi cá chép này đẹp quá chừng luôn, khổng lồ luôn. Trời ơi, nó đã. Nay anh về mấy cá màu quá đẹp các bạn coi. Quá trời luôn không. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái lóc bông nha. Ủa, cái đầu nó bự quá trời bà con, nó bự nè. Trời ơi, cái đầu nó bự nè, đã thiệt chứ. Mấy con cá này giống cá mày dảnh quá trời luôn, nó có đuôi đẹp đẹp, nó đỏ đẹp quá. Đi hình cá mày dảnh luôn. Ủa, cá này là cái gì ta? À, mình biết rồi, cá này như cá cánh bườm hay gì nè, bà coi nè. Ủa, nhiều màu sắc quá trời, cái này mà để hồi đi sinh là quá đẹp luôn. Quá trời luôn. Hello. Cô phê hả? Cá này quá đẹp bạn ơi. À, con cá này cá ông tiên nè, hồi bữa có rất nhiều bạn yêu cầu mua cá ông tiên nè. Chắc hồi mua con quá. Không phải, mua qua lỗ cá bắt tài có 20.000 con à. Wow. À, có cá lóc bông các bạn ơi. Trời. Vậy là có cá lóc bông rồi, nhưng mà cá lóc bông này nhỏ hơn cá của mình nha. Chắc hồi mình mua 2 con quá. Cá này thì 20.000 con nha. Quá đẹp luôn. Trời ơi, con cá này con cá lâu kiến nó bự dữ chúng ta cho bá lửa luôn. Trời ơi, đang cá hồng diễn bự rồi các bạn ơi. Thấy cá hồng diễn thì mình nhớ cá hồng diễn của mình hồi bữa quá, chắc giờ nó còn là nó bự mới lớn luôn rồi. Quá đã luôn. Trời ơi, đây bán cá đi thiêu quá trời nè, các bạn nào có nhu cầu là đi mua nha. Quá nhiều cá đi thiêu luôn. Wow. Quá trời nhiều cá đi thiêu nè, các bạn coi nè. Đặc biệt là cá sim hơi nhiều nha, cá sim quá trời nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Đây là con cá rồng nha. Rồi cá rồng mà chứ mình nuôi á, nếu mà còn giờ chắc bự cỡ này các bạn ơi. Mình không chạy oxy có một bữa mà nó chết cống uổng ghê luôn. Còn cá này cá gì mình không biết nè, các bạn nào biết comment cho mình, nhưng cá này lạ quá. Trời ơi, cá này cái gì ta? Hình như là cá ba đuôi gì mà nó khác cá ba đuôi kia nha. Mình không hiểu cá này cá ba đuôi hay gì mà nó giải nó đẹp dữ vậy ta. À, cá này cá Zonda các bạn ơi, có để bảng nè, 30.000 con nè. Wow. Còn cá này cá gì ta? Cá này Binson gì đó, 20.000 con. Cũng đẹp nha. Còn cá này cá Sonda gì, hình như ở đây là anh này bán để giá cho nha, 30.000 con cá này nè. Quá đẹp luôn. Để bản vậy là mình cũng dễ mua. Trời ơi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá là nhiều cá luôn, nay thấy nhập về quá nhiều luôn. Còn cá này là con cá hoàng tử châu Phi nha, bữa mình có mua ở nay vượt chảng luôn. Quá đẹp luôn. Còn cá này cá gì nè, cá đuối hả, ba đuôi, cá này cá ba đuôi có để bảng nè, hơi chữ nè các bạn, cá ba đuôi. Trời ơi, cá này cá mập trắng hả, mập trắng, cái này cá giò mà ta, cá giò sao kia có mập trắng ta, 20.000 con. Trời ơi, chắc hồi mua thêm con này quá, cá thấy dễ thương quá. Vậy là mình mua 2 cái lóc bông đi, với con này nữa là 60.000 đi, 60.000, còn 40.000. 100.000, 4.000, thôi mua được cái đó nè. Cái sâu quả tiễn, cái sâu quả tiễn này giá 200.000 không đủ rồi, trời ơi. Mấy cái sâu quả tiễn này nhỏ hơn cá của mình bữa nha. Mà thấy nó dễ thương quá, coi nè. Quá đã luôn. Cá này thì giá 15.000 con, cá này cái bụng bóng nóc mà dễ thương ghê. Trời ơi, cá chê này đẹp dữ rồi ta. Bằng con cá chê nè, cá chê gì mà nó bong bong không, đẹp dữ rồi ta. À, cá chê Benda. Cái chê Benda mà coi nè, cá đóng này nó nằm vô một cục này nè. Quá trời đẹp luôn. Wow. Con cá này gì lạ dữ vậy ta. Hồng két 200.000 con nha. Ồ, cá này cái bụng nóc cái miệng nè. Cái dễ thương gì do cái miệng nó thở nè. Wow. Quá trời luôn. Còn con cá này là con cá Tây Thượng Châu Phi nha, bữa mình mua mình nuôi rồi nè các bạn coi nè. Dễ thương không? Quá trời đã không? Con cá này cá chép qua chép phụng 30.000 con, gọi nó bự này có 30.000 rẻ dữ ta. Ôi quá trời, hoàng tử châu Phi luôn, tây tượng châu Phi luôn. Một màu này nữa lớn lên là cái màu thịt cá nhà mình luôn.
Trời ơi con này nè nó mới đã nè. Ôi trời nó dữ nè. Trời ơi biết nào mà nuôi được cá bự như vậy ta. Cái bụng nó nóc mà nó bự chập má lửa luôn. Con này chắc độ cả ký mà. Con thử thọt tay cho thử ai. Trời chắc thọt tay nó cắn bứt luôn qua cái miệng nữa nè. Wow con cá này đã quá ha. Nữa mình nuôi cá mình bự được vậy chắc đã vậy lắm. Ở đây cá hồng vĩ quá trời nè. À đây có cái tượng châu Phi nè. Thì cái tượng này là nó khác cái màu của cá mình nè. Cá này tới 50k lận. Ôi cá rồng quá trời đã luôn nè. Wow hai cá rồng này quá ghiền luôn ha. Hai cá rồng chắc mắc tiền nha. Cá này là ngon nè. Quá trời đẹp bạn ơi. Cá rồng mình thấy cá rồng này mình mê quá. Chỉ dành tiền nào có tiền mua cá rồng này nữa. Quá trời thấy nó dài đã quá. Quá đẹp luôn. Ôi ở đây có cá lóc bông nè. Lóc bông gần bằng cá của nhà mình luôn. À con cá này cá lóc gì mà nó giống như bảy rồng phải không ta. Chập bá lửa luôn nè. Ồ cá này đẹp nè. Con cá bảy đồng đây, đây cá bảy đồng 250k bạn ơi. Đây nè con cá bảy đồng đây. Hôm nay trên mạng nó nổi tiếng lắm con cá bảy đồng này nè. Trời trời cái lưng nó đẹp chữ người ta nó sọc sọc ha. Nó cũng tựa tựa cái hình giống cá quay quay xanh nha. Nhưng mà lớn nữa chắc nó đẹp lên. Cái lưng nó nhỏi nổi nữa bảy đồng á. Quá đẹp. Trời ơi đây con cá nữa nè. Bảy đồng vàng nè, con cá này mới giữ nè. Cá này giá nhiêu? Trời ơi 400.000 các bạn ơi, giữ thì chứ. Con cá nữa lớn chắc đẹp lắm nè. Wow. Quá trời loại cá luôn. Ở đây cá lóc bông quá trời luôn. À, con cá lóc bông này nó bằng cá của nhà mình luôn. Trời ơi nó bự nè. Nhưng mà mình thử thách cái 100.000 cho anh mua không nổi con cá này đâu, nó bự nè. Trời ơi dạ. Ở đây có con nữa nè. Quá trời nhiều cá luôn bạn ơi. Thì ở đây anh nuôi cá cái màu này kia quá trời luôn mà. Ở đây có cá gì lạ dữ ta. Ồ mấy cá chép nè. Chứ vậy là 100.000 mình chỉ đủ mua một cái con này đi, 20.000. 20.000 với lại mình mua thêm hai cái lóc bông 40.000 nữa là 60.000. 60.000. Rồi mình mua thêm một cá thì anh chủ nãy nói con cá mà cá này nè các bạn. Cá này có 20k chắc mình mua thêm cá ông tiên nữa nha. Cá ông tiên có 20.000 mình mua nữa là 60.000, 80.000. 80.000 rồi mua thêm cá phát tài nữa đi tại vì hôm nay có rất nhiều bạn yêu cầu anh Tư mua cá phát tài, mình cứ mua con phát tài nữa là đủ 100.000 nha. Rồi quá trời nhiều cá bạn ơi, đẹp quá trời luôn. 100.000 đây mua không thấm tháp gì hết trơn. A few moments later. Đó thì mình đã về tới nhà rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt mấy cá này ra rồi mình sẽ set up, mình chùi rửa cái hồ này lại để mình thả mấy cá cảnh mình mới mua về cho bạn xem nha. Thì cái hồ này hôm nay mình mặn á, mình không có chùi rửa, nó đóng đồng quá trời luôn rồi. Bây giờ mình hút nước ra. Nó chảy đi rồi. Nó chảy ra rồi. Mình sẽ lấy cái cước mình đánh vệ sinh cho sạch sẽ để nhìn thấy con cá. Trời ơi hôm nay mình không nhìn thấy con cá luôn bạn ơi, nó tối thui à, nó dính rong quá chừng luôn. Rồi mình thấy vậy được rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thả cá ra nha. Thì mấy cá này nãy ở trong cái hồ cũ này mình vớt ra nè. Cá tự tượng này nó bự quá trời luôn. Mình định hồi mình thả mấy cá này xuống hồ cộng đồng bạn ơi, tại vì cá tự tượng là nó không có cần oxy. Cái lại nó là loài săn mồi, mình nuôi chung mấy cá khác không được. Hồi bữa là cá lóc bông nó nhảy qua cá tự tượng nó tấn công quá trời chày mình hết trơn à. Cho nên lần này quyết định mình thả nó xuống cái hồ cộng đồng nha. Bây giờ mình sẽ đổ mấy cá này ra. Đây thì cái giá trị 100k của mình nãy mua nè. Đây là một con cá ông tiên nha, con cá ông tiên khá là siêu bự luôn. Rồi cái này là con cá phát tài, thì hôm nay có rất nhiều bạn yêu cầu anh Tư hãy mua cá phát ông tiên, cá phát tài. Thì mình đã mua được hai con cá này rồi. Thì tiếp theo nữa là một con cá cha đã bạn coi nè. Cái cha nhìn thấy đã ghê không? Cá này 20k nha. Thì tổng cộng ba con này là nó 60.000 rồi. Vì con này 20.000, 20.000 là 40.000 nữa là 100k chẳng luôn bạn ơi. Thì anh chủ quán này tốt bụng tặng cho mình hai cái bịch thức ăn quá là siêu bự luôn. Đó thì các bạn thấy mình mua cá vậy thì các bạn comment coi thử như mình mua rẻ hay mắc nha. Bây giờ mình sẽ đổ cá cho bạn coi nè, chiêm ngưỡng cái đẹp không nha. Cá đầu tiên thì lần đầu tiên mình nuôi trải nghiệm nha, thử coi nó đạt không. Nếu mà đạt thì lần sau mình sẽ mua nữa. Trời ơi còn cái điều này bất ngờ các bạn ơi. Cá lóc bông rảnh bự mắc tiền quá trời, mình không đủ tiền mình mua hai cá nhỏ về phát triển hỏi. Trời ơi cha sao tự nhiên cá con này nó đẻ gì mất tiêu, cá bự giờ còn hai cá con không ạ. Mình biết trả lời sao nữa. Nhưng mà phát triển thì nó tham lắm, nó thấy hai con là tất nhiên là nhiều hơn một con phải không, chắc chắn nó chịu rồi các bạn đừng lo, chắc nó không khóc đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cá tiên ra các bạn xem nha. Ra đi em ơi, ra đi em ơi. Đó trời ơi cá tiên này siêu to khổng lồ luôn, nó bực chảng luôn.
Rồi tiếp theo là con cá này là con cá phát tài nha. Con cá phát tài gì mua về làm giàu nha. Hy vọng là chiều nay mình sẽ trúng số nha. Mà sáng mình quên mua số, nếu mà biết có mua cá phát tài mua số chắc trúng thiệt à. Đây cá phát tài đổ ra nha. Rồi trời ơi, cá phát tài nó ăn cái gì mà cái bụng hút nóc mà thịt nó có trứng rồi trời. Chập ba nữa luôn. Rồi tiếp theo nữa là tới con cá cha nha. Thì cá ta bạch trạng này là cũng giá 20k nha các bạn. Các anh chủ quán này rất là vui luôn chứ dễ gần gũi nha các bạn. Mình lên mình quay ảnh rất là dễ tính luôn. Ảnh thường thường bớt mấy anh em mình hồi bữa mua cái sáu hỏa tiễn quá trời luôn. Mua cái sáu hỏa tiễn rẻ về hôm nay nó bự chà bá lửa. Các bạn biết sao nó có con mắt à. Mà nó bự cũng được, nó ăn cũng được bạn ơi, nó phát triển rất là nhanh luôn đó. Thì tiếp theo là tới con cá bạch tạng. Một, hai, ba. Rồi tiếp theo thì tới con cá cha bạch tạng nha, ra đây em ơi. Trời ơi, nãy giờ đi nước là như nó đừ các bạn ơi. Nhưng mà không sao, nó vẫn bơi mạnh khỏe nha. Đây là mấy con cá này mới mua lần đầu tiên nha. Cá bạch tạng là hồi đó giờ mình chưa từng nuôi luôn á. Giờ mình nuôi thử cá cha bạch tạng này coi. Rồi thử nó phát triển không. Nãy có con cá chê đẹp quá, mình quên tên này, cá chê bông đẹp lắm. Cá chê kia bằng cá chê gì quên. Đây, hai cá lóc bông này, trời ơi. Cái này là hai cái lóc bông này cái màu đẹp quá trời luôn. Với lại hai con cái dành ăn, còn bữa mình nuôi có một con à, nó không hơi dành ăn các bạn ơi, nó lâu lớn lắm. Đó mình đổ ra là trời ơi, quá là dễ thương luôn. Hy vọng là ngày hôm nay mấy con cá này về phát triển nó mê nha. Đó như vậy là cái giá trị 100k thì mình mua, mình theo theo mình cảm thấy là mình mua không mắc không rẻ, cũng vừa túi tiền các bạn ơi. Thì 100.000 thì mua được 5 con này cũng khá là đắt tiền, cũng đẹp nè. Đó cũng khá là ưng ý đó. Thấy cũng vừa bụng thì các bạn nào thấy mình mua rẻ hay mắc comment cho mình biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả nó vô hồ. À, bây giờ mình thả vô hồ nha. Bây giờ không biết nuôi sao ta. Chắc mình mua một cặp cá lóc bông riêng quá. Tại vì cá lóc bông là cái loại săn mồi, mình phải nuôi riêng. Hồi bữa là mình nuôi cá lóc bông bên đây, rồi nó không xong xài hết trơn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đây mình nuôi nha. Hy vọng nó qua đây nó sẽ ở chỗ tốt hơn. Ủa nó nhảy thì ghê không. Vô. Cá lóc bông là cái loại mà nó bay nhảy á, chúng ta nuôi đậy kỹ nha, ý mình đậy kỹ rồi mình sơ ý sao mà nó nhảy ra uổng quá. Rồi vô. Còn ba con cá còn lại mình sẽ đổ vô đây luôn nha. Vô. Trời ơi quá đã luôn bạn ơi. Vô đây. Thì chiều nay mình sẽ lấy oxy mình chạy cho nó. Trời ơi. Quá đã luôn. Còn mấy con cá này thì mình sẽ đem thả hồ cộng đồng nha. Thì mấy con cá này là bạn biết rồi, vô hồ cộng đồng mình á, vài bữa mình tát cho bạn xem. Nay hồ cộng đồng mình cá nó quá trời bự luôn. Đây bây giờ cái hộ cộng đồng của mình sẽ thêm sung túc nha. Hồi bữa là rong riêu ít, bây giờ nó nở đặt hết trơn. Mấy cá các bạn nhìn không thấy đâu, lâu lâu mình phải tát mình kiểm tra mới được. Bây giờ mình sẽ thả những em cá này xuống đây nha. Rồi xuống đây ở đi, nó rộng rãi phải không. Đó các bạn ơi, thì hai cái lóc bông mình nè, thấy đã không, hai cá này về chắc phát triển nó mê, gọi nằm ở trong nó nấp trong bạn thấy không. Đó mình quay sao cho bạn coi nè. Đó thấy chưa, anh nằm ở trong đó anh trốn đó đó. Còn cá ông tiên nè, cá phát tài nè, với cá tra bạch tạng nè, ba con này sao ở chung nha. Thì chút nữa mình lấy oxy mình chạy với nó. Rồi hai cá này quá là sung bạn ơi, nó chạy nè, thấy đã chưa. Thì có anh có em thì nó sẽ mang chống lớn nha. Đó thì ngày hôm nay nói chung mình đã thử trải nghiệm cầm 100k chạy lại tìm ra cảnh mua, thì mình thấy khá là ký luôn bạn ơi. Tuy nó không được cá lóc bông như mình nuôi hổm nay nha, nhưng mà bù lại nó được một cặp cá nha. Thì thấy mấy cá cũng khá đẹp. Thì cái clip mình cũng xin phép dừng lại tại đây. Nếu bạn nào thấy video hay cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Và nhớ lại để lại cái lại bình luận phía dưới coi mình mua cá nó có rẻ có đẹp không nha các bạn. Còn bây giờ xin tạm biệt các bạn. Bye bye.